Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm tuần rồi á, mình có đi chơi ở một cái khu vui chơi tên là Silver Springs ở trên Ocala. Mình cũng có quay cho quý vị và các bạn xem về cái thành phố Ocala rồi á, các bạn nhớ không? Mới hôm có mấy bữa trước thôi. Thì thực ra bữa đó là mình, mục đích chính của mình là mình đi chơi ở trên Silver Springs và mình muốn là quay cái chỗ vui chơi đó để quý vị và các bạn cùng xem. Nhưng mà đi ngang Ocala thấy thành phố cũng hay quá đi, cái thế là mình quay thành phố đó và sẽ quay tiếp Silver Springs cho các bạn xem ha. Nhưng mà bữa đó xui ơi là xui luôn, không hiểu sao thường mình đi thì mình ưa đem những cái cục pin dự phòng theo lắm. Nhưng mà bữa đó quay Ocala xong xuôi rồi, tới khi mà lên cái khu vui chơi của Silver Springs đó, thì mình mới biết là mình không có đem mấy cái cục pin dự phòng theo, vậy là đâu có quay được đâu. Rốt cuộc lại thì mình vẫn còn nợ quý vị và các bạn cái video đó ha. Thì thôi mai mốt đi, tại vì mình cũng thường đi lên đó chơi lắm. Mình sẽ quay lại cho quý vị và các bạn cùng xem ha. Còn bây giờ hôm nay á, có một người quen, chị đó muốn nhờ mình là tìm hiểu giùm cái khu nhà mobile home mà ở gần khu vực West Chase của thành phố Tampa. Và mình đã hứa là mình sẽ đi lấy thông tin cho chị đó. Và bây giờ là mình đang trên đường đi tới cái khu nhà mobile home để mình quay video cho chị ấy xem luôn. Thì sẵn dịp cũng mời quý vị và các bạn xem luôn cho biết nhà cửa ở cái khu vực Tampa này như thế nào nha. Thành phố Tampa thì cũng rộng lắm, mình mà có quay mấy tháng đi nữa cũng không có hết được về nhà cửa ở đây đâu. Cho nên có dịp mà đi xem nhà như vậy á, thì mình sẽ quay luôn để quý vị và các bạn cùng xem chơi cho biết ha. Tại vì đường đi khá dài á, cho nên mình đã cắt bỏ bớt một đoạn trên đường rồi. Bây giờ là mình đã tới nơi rồi nè các bạn. Chờ xe này vô đã. Đó, đây, đây là cái khu community mà mình muốn đến quay phim hôm nay đây. Cái khu này là mobile home nhưng mà có cổng gác đàng hoàng. Và ở đây họ xây rất là nhiều nhà mới. Nó chỉ là mobile home thôi, nhưng mà nó mới chứ nó không phải là cũ. Thực ra ở đây thì cũng thỉnh thoảng vẫn có thấy người ta bán nhà cũ á. Thì đó là bán sale by owner. Còn hôm nay thì mình muốn tìm hiểu về nhà, một cái nhà mobile home mới, mới vừa xây xong. Các bạn biết không, hôm nay á, mà mình muốn đi coi cái nhà ở đây á, thì mình phải lấy hẹn trước. Bây giờ mình tới cũng còn hơi khá sớm, cho nên là mình phải chờ. Vì mình hẹn vô để xem luôn cái bên trong, mình phải chờ cho tới giờ hẹn á, thì cái người agent đó sẽ dẫn mình vô để cho mình coi nhà ở phía bên trong cho các bạn xem. Hôm đó tới bây giờ á, thì mình chỉ chạy vòng vòng như vậy ha. Mình chỉ quay ở bên ngoài thôi, chứ mình chưa có bao giờ mà đi thẳng vô bên trong một cái căn nhà nào để mình quay cho các bạn xem hết á. Nhưng mà thật ra quý vị và các bạn thông cảm cho nha, ở Mỹ này, cái vấn đề mà quyền riêng tư của cá nhân người ta thì rất được coi trọng. Cho nên thực sự là mình không có muốn đưa những cái sinh hoạt riêng tư của gia đình người ta lên public cho tất cả mọi người cùng biết. Tại vì chủ nhà cũng không đồng ý. Chỉ có nước là bây giờ mình sẽ đi quay những cái căn nhà mẫu. Mà căn nhà mẫu thì không có ai ở hết á, chưa có ở. Rồi để cho quý vị và các bạn xem cái cấu trúc bên trong của một cái căn nhà mobile home như thế nào nha. Thì nãy giờ là mình cứ chạy vòng vòng đó. Cái khu này cũng khá là khang trang và sạch sẽ ha quý vị và các bạn. Nhà khá là mới và cũng nhìn cái community ở đây cũng khá là sạch sẽ và đẹp. Thank you.
Mình sẽ chạy vòng vòng một hồi nữa. Thì các bạn thấy không? Nhà đẹp ha. Cái khu rất là đẹp. Đúng ra mình tính nhường cái anh đi ngược đường lại đó chứ, nhưng mà theo luật thì anh phải nhường mình, cho nên thôi mình đi luôn. Ở đây á, lái xe á, rất là nhường nhịn nhau chứ không có aggressive như là mấy cái tiểu bang ở miền Bắc đâu nha. Nói vậy thì các bạn mà ở sống ở miền Bắc á cũng đừng có giận mình nha, nhưng thực sự là khi mà đi chơi mà lái xe ở trên miền Bắc á, mình thấy căng thẳng hơn ở đây nhiều. Có thể do mật độ xe trên đường cũng đông đúc, cho nên người ta cũng có phần hối hả hơn. À, bên phải mình á là có một căn nhà đang xây dựng đó quý vị và các bạn. Thực ra thì cái khu community này á cũng khá là cũ rồi, khá lớn tuổi rồi. Nhưng mà bởi vì họ mới xây dựng thêm nhà mới á, rồi họ remodel lại nữa, cho nên mình thấy nó có vẻ mới ha. Chứ thật ra là cái khu này là đã có từ lâu rồi. Hôm nay trời gió nhiều ghê á. Các bạn nhìn mấy cái ngọn cây. Nay có nhiều nhà open ghê luôn á. Không, mình chạy xe chậm chậm như vậy á, để quý vị và các bạn có thể xem hai bên đường ha. Trước mặt mình là cái khu văn phòng đó quý vị và các bạn. Bây giờ để mình để coi, chắc mình phải đậu xe lại cái đi rồi mình vô coi coi cái người Adrian này đã tới rồi hay chưa? Cũng tới giờ hẹn rồi đó. À, rồi xui nữa rồi. À, tại vì hôm nay cái cô mà Adrian mà mở cửa cho mình vô bên trong mà coi cái nhà mẫu á, cổ bị mắc công việc đột xuất rồi. Cho nên nó là cũng mới nhắn lại với lại cái bà manager ở đây, sorry mình. Nhưng mà cái người manager ở đây cũng dễ thương lắm các bạn. À, tại vì cũng biết mình là dân trong nghề á, cho nên ok, thông cảm, đưa chìa khóa cho mình. Bây giờ mình sẽ tự động mở cửa vô nhà, rồi quay ở bên trong cho quý vị và các bạn cùng xem. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy lại cái căn nhà mẫu để mà mở cửa vô trong coi ha. Thật ra cái căn nhà này nó cũng ở gần đây nè các bạn. Rồi đó, mình gần tới rồi đó, các bạn thấy không?
cái nhà mà có treo mấy cái bong bóng ở đằng trước, ở phía bên tay phải đó. Ok rồi, đây đây là cái mặt tiền của một trong những căn nhà mẫu ở đây. Ở cái khu này á thì có tới mấy loại lận, nhưng hôm nay mình sẽ quay một căn này thôi. Cái căn nhà này á thì có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Mình sẽ đi quay cái khu vực xung quanh của cái nhà này trước ha. Đi vòng vòng xung quanh cái nhà này trước, xong rồi mình sẽ mở cửa vô nhà và quay ở bên trong cho các bạn xem. Là các bạn thấy không? Nhìn thì cũng giống như một cái căn nhà bình thường thôi. Nhưng mà nó khác cái á là nếu các bạn để ý đi thì căn nhà này á không có phải nằm sát với mặt đất đâu. Cái phần mà người ta đóng ốp bên tường á là người ta ăn gian đó. Chứ thật ra cái nhà này á cái nền của nó là bằng cái bậc thang đó các bạn. Đây là mình đứng quay từ ở phía bên hông của cái garage quay ra ngoài. Và giờ mình xoay ra phía sau này nha. Ở tuốt ở phía bên kia cũng là một con đường. Như vậy là hai cái nhà nó đâu đít lại với nhau ha. Xung quanh bên ngoài là họ ốp bằng tôn. Và các bạn thấy này là cái ống nước nè. Ok. Mình phải mở cửa ở đằng trước mới được. Thực ra thì cái nhà này á, nó đã pending rồi đó các bạn. Tức là đã bán rồi đó, đang làm thủ tục để mà chờ cái ngày giao nhận thôi. Nhưng mà giờ thì vẫn chưa nhận, mình vẫn vô coi được. Đây là cái tờ giấy mà quảng cáo về cái căn nhà này, nói về những cái chi tiết. Căn nhà này người ta bán là 102.999, thì cũng như là 103.000 á, nó được tổng cộng là 1.360 square feet, có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Nè các bạn thấy không, cái nền thật sự của nó là tuốt ở trên cao á, các bạn thấy không? Tại vì nó hổng một khoảng ở dưới đất á, nhìn khá là đẹp ha các bạn. Đó, bây giờ mình ra ngoài này mình đứng quay cho các bạn thấy nè. Nếu mà nhìn ở từ ở phía ngoài như thế này của căn nhà bên hông nè thì mình thấy nó rất là bình thường, nó giống như những căn nhà bình thường thôi chứ không phải là nhà mà nhà di động, nhà mobile home. Rồi thôi bây giờ mình đi vô trong nhà nha. Ok, chờ mình mở cửa đã đây. Đây là từ cái cửa chính mới bước vào phòng khách. Ở Mỹ vậy đó các bạn thấy phòng bếp không? Ngay bên phải nè. Thì thường cái cấu trúc của một cái căn nhà Mỹ là ưa vậy lắm. Rồi để chờ mình mở đèn lên nha. Người Mỹ á, họ thích là để một cái không gian bếp cho thật là thoáng. Ở đây người ta gọi đây là một cái gian bếp mở. Người Mỹ thì họ thích là để cái không gian bếp cho nó thông, nó thoáng như vậy á. Khác với lại dân châu Á mình ha, mình thì thích cái gian bếp phải thật là kín đáo. Ở đây có một cái bàn ăn nhỏ dễ thương quá ha, nhà rất là gọn. Mình đang đứng để mình quay thẳng vô trong nè các bạn. Rồi bây giờ mình đi vô từ từ nha. Để phía bên tay phải này nè, để mình mở cái cửa của cái phòng này ra cho các bạn xem ha. Đây á là cái khu vực để máy giặt. Thì cái nhà này bán á không có bao gồm máy giặt và máy sấy nha, mình phải mua mình bỏ vô. Nhưng mà họ đã làm sẵn những cái đường ống cho mình rồi đó, các bạn thấy không? Rồi đi tiếp nha. Đây là khu vực ở bên trong nè. Nhà này là 3 phòng ngủ, thì đây đi thẳng vô đây là cái phòng ngủ của chủ, tức là master bedroom. Còn đây là cái phòng tắm của gia chủ. Mở đèn lên đã. Các bạn thấy mình đang quay phim bằng điện thoại ha. Thành ra hôm nay có thể mình quay á, nó hơi
cái chất lượng hình ảnh đó, nó không có được ổn định lắm, nó hơi lắc. Tất cả đồ dùng ở đây đều là mới tinh nè, nhìn rất là sạch sẽ. Đây là cái giường ngủ. Còn phía bên này á, là cái closet để mà để quần áo á. Rồi đây mình bước ra ngoài nè. Phía bên tay trái của mình, đây cái cánh cửa này là mở ra, thì đây là cái khu vực họ để máy lạnh. Đó, các bạn thấy không? Đâu có khác gì một cái căn single house. Rồi còn ở phía bên tay phải này là khu vực của hai phòng còn lại. Thì cái phòng này á, người ta bố trí giống như là một cái phòng làm việc nè. Nhưng mà nếu nhà mình đông thì có thể đây là một phòng ngủ. Mở đèn cho sáng chút. Cái màu sắc ở bên phòng bên này mình thích hơn cái phòng bên của gia chủ á. À, còn đây là cái phòng tắm mà dành cho hai cái phòng này nè các bạn. Còn chủ nhà thì ở trong cái phòng ngủ có cái phòng tắm riêng rồi. Rồi, phía bên này thêm một cái phòng ngủ nè ha. Mở đèn lên. Nhưng mà thật ra diện tích nó hơi nhỏ phải không các bạn? Với cái giá tiền này trên 100 ngàn một chút thì mình thấy cái nhà này nó mắc đó, chứ nó không có rẻ đâu. Tại vì nếu mà là nhà mình là single house thì mình không có phải đóng tiền thuê đất hàng tháng. Còn ở đây mình phải đóng tiền thuê đất hàng tháng đó nha. Mỗi tháng mình phải trả cho chủ đất là từ 500 cho tới 600 đô la. Mà không có kể tiền điện nước nha. Điện nước, internet là mình phải tính riêng. Đây là cái lối mà mình bước ra cái cửa bên hông nè các bạn. Nhưng thôi mình không có ra ngoài đâu. Tại nãy mình quay ở ngoài rồi. Rồi, bây giờ là mình đang đứng ở phía bên cái cửa bên hông á. Mình quay vô bếp nè. Đó, bếp thì ở đây họ trang bị đầy đủ tủ lạnh, cái bếp điện lớn, trong đó có lò nướng luôn. Thì đó là cái tiêu chuẩn chung của một căn nhà để mà bán á. Bên này là phòng khách nè. Rồi, vậy là xong. Rồi, đó là nhìn ra cửa ra vào. Rồi, xong ha. Vậy là hôm nay á, mình đã mở cửa để đi vào quay ở phía bên trong của một cái loại nhà di động được bán ở Mỹ. Đây là một trong những cái loại nhà rất là phổ biến ở đây ha. Mình hy vọng là qua cái video này thì cái người bạn ở xa đó thì có thể thấy rõ bên trong của cái khu community này, cũng như là bên trong của cái căn nhà mà bạn đã yêu cầu coi, tức là gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Rồi video của mình sẽ dừng lại ở đây ha. Mình rất cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này của mình ngày hôm nay nha. Cho phép mình chúc quý vị và các bạn cùng với gia đình luôn luôn được vui, được khỏe và mọi điều như ý ha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Thank you.